Xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video giải thích toàn bộ sự việc về tại sao mà cái kênh Entertainment của mình trước đây sau 2 tháng mình không có làm video và tại sao lại xuất hiện một kênh mới ha. Thì các bạn có thể search Google là với kết quả là Entertainment thì nó sẽ ra hai kênh, một kênh là kênh chính của mình và một kênh là kênh phụ. Kênh chính thì các bạn nhìn cái chữ đầu UC2A, mình cứ nhìn cái này mình quen rồi. Còn cái kênh phụ này thì là kênh mới ha. Thì đây là cái kênh chính của mình và đây là cái kênh phụ. Thì hồi lâu rồi đó, nếu mà các bạn sử dụng máy tính hoặc điện thoại, các bạn bấm phần cộng đồng á, thì mình có đăng bài trên này, nó giống như là một cái phần gọi là sẽ tích của Facebook đó các bạn. Thì mình hay đăng trên cộng đồng này ha các bạn, nếu mà các bạn có theo dõi thì có thể lên này theo dõi cũng được. Đâu rồi, đây, đợt lâu rồi mình có đăng nên là các bạn có thể lên đọc cái này. Thì mình đã đăng trên Facebook riêng của mình rồi, cá nhân của mình. Đây ha, thì cái kênh của mình á là từ hôm để mình cho các bạn xem là từ hôm 2 tháng trước. 2 tháng trước là hai tây tháng 4 tới bây giờ là tháng 6 rồi, nay là 16. Thì kênh mình mở được vào hôm 14 tháng 6. Có nghĩa là hơn 2 tháng hơn chút xíu. Và trong cái thời gian này thì các bạn có thể xem cái bài viết của mình ở đây. Đây ha, thì các bạn có thể đọc đi. Thì mình bị bên kênh ETH2 Hyundai Universe là cái kênh của Tiến á, bác bản quyền của mình. Hồi đầu tiên bị một lần là bắt bồi thường 500 ngàn. Thì lúc mình đã thanh toán xong mà mình đã sử dụng được bình thường. Sau tới đợt đó thì bên Tiến bắt đầu là cắm gậy bên mình, cắm hết toàn bộ luôn và bị ba gậy. Thì theo như điều khoản của YouTube thì ba gậy thì nó sẽ xóa kênh trong vòng 6 ngày nữa. Và lúc đó thì Tiến đòi bồi thường 10 triệu, mình thương lượng thì mình gửi 5 triệu. Mình đã gửi rồi ha. Thì sau đó thì không được và Tiến kêu tiếp là bây giờ muốn giúp thì phải mạo hiểm và bắt mình phải gửi 30 triệu. Sau đó xuống giá còn 25 triệu, xuống lại còn 15 triệu và 7 triệu. Thì đây các bạn có thể đọc toàn bộ đây ha. Thì nhờ có bên network hỗ trợ cho mình, thì chứ là một phần là đẹp trai trên YouTube nó đã mở lại kênh cho mình rồi ha. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp hơn nữa. Thì cái tiếp theo á, đây là cái kênh mới của mình trong thời gian mà mình cái kênh cũ bị là trong thời gian 2 tháng. Thì mình cũng có làm rất là nhiều video, tầm gần 100 cái, gần 100 nha. Và đã được 18 người đăng ký rồi. Thì kênh này sau này mình sẽ đổi tên là ND Gaming Live, có nghĩa là sẽ là phát trực tiếp trên kênh này, ND Live, ok. Còn kênh ND Gaming chính này của mình thì mình sẽ video bình thường, livestream mình sẽ livestream bên trên này. Thì sau này mình sẽ kiếm một thời gian cố định, tầm tới giờ đó thì mình sẽ livestream cho các bạn chơi những cái game mà các bạn yêu cầu, chơi vui thôi chứ mình cũng không có cái gì hết. Rồi ha, có thể giao lưu với các bạn hay gì đó. Nói chung là mình stream mỗi ngày chứ không như lúc trước stream cho kênh chính rất là ít stream ha. Rồi thì kênh này bây giờ mình sẽ ẩn hết, xóa hết những cái video này đi, xóa sạch hết những cái video này và mình sẽ up ngược lại trên kênh này. Thì các bạn nhìn video này đây, video về à mấy cái video kia mình ẩn hết rồi, mình xóa rồi. Cái video về đây nè, Human Fall Flat nè ha, Stick Fight, GTA 5 và Thanos thì mình đã xóa bên này rồi. Đây nè, cứ nói lộn ẩn với xóa. Mình đã xóa bên này rồi thì từ từ mình sẽ xóa hết những cái này, mình sẽ up hết lại bên này. Thì bạn nào mà đã xem rồi thì có thể bỏ qua, còn bạn nào chưa xem thì có thể xem ha. Thì hiện tại mình đang có game mới là game Bus Simulator 18, các bạn có thể Hai vô xin game chào này và các bạn Benny ha, mình đã cho các bạn có thể coi. Thì game rất là hay và mình sẽ làm tiếp cho các bạn ha. Thì đây là nguyên cái bài toàn bộ và mình sẽ cho các bạn xem vài cái hình. Thì đầu tiên là đòi 35 triệu, nói là tính 35 triệu trừ đi 5 triệu thì còn 30 triệu. Sau đó thì 25 triệu. Sau đó là đây nè, mình đưa ra giá cuối cùng là 20 trừ 5 là còn 15. Ok. Và sau đó nữa thì mình nói là mình không cần, đây là bạn nhìn nè. Mình không cần nữa, cảm ơn. Ok. Thì đòi xuống là còn 5 15 triệu. Sau khi mà hết rồi thì mình giả bộ mình nói là mình chỉ được vay được 7 triệu thôi. Tại vì lúc đó thực sự thì mình cũng hết tiền rồi, mình không có còn gọi là chi phí nhiều nữa, mình cũng gọi là khá giả. Thành ra là thực sự là mình chỉ vay được 17 triệu.
tầm hơn 7 triệu xíu, nhưng mà mình cũng phải chừa lại để lo này kia, chi phí này kia. Thì sau đó mình nói vậy thôi, chứ là khi mà mình cứng lên cái thì bên này sẽ xìu xuống là 7 triệu, và cứ bắt buộc là phải mình chuyển khoản trước và chúng ta còn thuộc về nhau. Ok, à, đâu rồi ta, mình nhớ có cái đoạn là tiếng nói là tiếng lớn mình 26 tuổi như đó, nhưng là nói là rồi có cái đoạn nói là đây nè, à, đâu rồi ta, nhớ có cái đoạn nói là mình là người lớn á. Với lại đợt mà mình đăng cái bài trên Facebook, cái bài này nè các bạn, đăng đầu tiên là 4 tháng 4 nè, thì bắt đầu Tiến nhắn cho mình là Duy sẽ nghe bài viết trên Facebook đi, chắc là sợ nhột. Mình đâu có sợ đâu, nè có video luôn nè Tiến ơi. Cái gì ta, đây nè, phải tin tưởng mình trước. Đó là ta, mình nhớ có cái đoạn mà gọi là mình người lớn, chưa là mất tiêu rồi. Chứ là sau này thì lúc đó thì Tiến nhắn với mình là 3 giờ chiều sẽ xóa kênh. Mà Tiến ơi, anh sai bên dây của anh hỏi là sao 3 giờ chiều 2 tháng rồi mà sao chưa thấy bị xóa kênh nha Tiến ơi. Ok thì tới đây thôi. Đó, và tới đợt này 11 tháng 5 này là cái đợt mà kênh ETS2 bị gãy bản quyền và bị mất kênh, bị xóa ẩn trong vòng vài ngày, sau đó được nhờ người khác hỗ trợ cho nên là được mở lại. Thì lúc này là inbox cho mình nhờ mình kêu nhờ Gia Quan gỡ gậy, nói mà cứ như nói giọng cha. Đây ha, nói mình kêu đến lúc này mà còn tin tưởng xong rồi vậy thôi bla bla bla. Thì hai cái link Facebook này mình sẽ để phía dưới cho các bạn vô đọc, ok. Và rồi thì video mình sẽ kết thúc tại đây, chỉ là chỉ thông báo với các bạn hai bên, bên fan mới bên kênh 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 mới của mình là 18 người đăng ký, và fan cũ bên kênh cũ là 235 người đăng ký ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.